Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video thứ hai thực hiện tại vườn anh đào Đức Thắng, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Tôi gửi đến một cái chương trình mà lần đầu tiên trong những cái chuyến đi miền Tây làm video về cây cảnh nghệ thuật, cũng như là các tỉnh miền Đông. Thì hôm nay tôi về Bình Dương, tôi thấy có một cái những cây mẫu đơn, nó có những cái đột biến rất là độc đáo. Qua cái chia sẻ của anh Đào Đức Thắng. Đây là một trong những dòng mẫu đơn lá nhỏ đột biến lên lá chung, và cái dòng bông của nó là rất là siêng, bông quanh năm. Nói chung là không không khi nào trên cây không có bông hết. Nó khác những dòng mẫu đơn ta, bởi mẫu đơn ta thì nó xong một đợt nó còn nghỉ, còn mẫu đơn này là nó cứ quanh năm. Đấy, có cái đặc biệt nhất là ra hoa quanh năm. Dạ, ra hoa. Mà chúng ta chơi thì nếu mà đặt ở trước sân nhà thì lúc nào cũng đơm bông kết trái đúng không? Rất đẹp. Mà cái dòng này nó khỏe hơn mẫu đơn ta. Mẫu đơn ta thì dễ có trường hợp bị suy, còn cái dòng này thì cây cực khỏe. Vâng, chúng ta lần từ dưới gốc là lên nhá. Sở dĩ dùng cái từ đột biến thì bây giờ nó thể hiện rất rõ ràng đây. Từ dưới gốc cây này. Anh bới bới thêm một chút ra rộng ra được không? Dạ được ạ. Đấy. Đây là những cái cây những cái mầm nguyên bản đấy Dạ, của mầm cái nguyên bản. cây 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 nguyên thủy đây. Dạ, nguyên thủy là lá Đấy, nhỏ. lá nhỏ, nếu mà ngắm như thế này chúng ta hay dùng từ gọi là những cây bông trang vàng. Đúng không anh? Đấy, lá nhỏ thì gọi và màu hoa vàng. Đấy, những cây bông trang vàng. Và lần theo từ dưới gốc cây này, lần đi lên đến thân cây này vẫn là những cái mầm mà lá nhỏ. À, Đấy. bắt đầu từ điểm Bắt này. đầu từ điểm mà đúng rồi, đây bắt đầu Đây, lá to đây rồi. bắt đầu là to dần. Dạ. À, thế thì vậy giữa cái chỗ lá nhỏ và lá to này nó là cái khoảng này đúng không? Dạ là khoảng này. Đấy. Lên đây bắt đầu đột biến và nối tiếp lên đấy, là nó to dần và màu nó già lá đi thì nó xanh thẫm, Dạ. và lên trên này thì đúng là lá của những cây mẫu đơn chứ không phải là bông trang nữa. Này, lá rất to này, không khác gì những cây mẫu đơn ngoài Bắc chúng ta hay chơi, và những bông hoa nở. Cái bông của nó to hơn những cái bông mẫu đơn vàng lá trung bình, mà màu bông nó đậm hơn rất là nhiều. Và màu vàng tươi Dạ. và đậm màu, Đậm màu. và lại cái thời gian nó lưu lại trên cây có được lâu không? Thời gian này con nghĩ giống nhau thôi, Và nhưng mà nó bông suốt. mà lại quanh năm. Dạ. Đấy, Đấy. cái hấp dẫn nữa là có Nó cứ hoa ra quanh quanh năm. năm như này. Hay nhỉ. Dạ. Đấy. Rất nhiều nụ sau kế Dạ. tiếp đây, những cái Nó cứ nụ sau này. kế tiếp. Dạ. Những cái này thì chơi Tết đẹp rồi đây này. Vâng ạ. Những cái nhánh nụ này thì chơi Tết quá đẹp đây. Dạ. À, tính đến thời điểm này là còn có tháng nữa mà. Đấy. Mà không phải anh có một cây này đâu nha anh em nhá. Mà không phải chỉ có màu vàng đâu nhá. Màu đỏ. Qua cái quan sát tôi thấy rất nhiều cây như thế này đấy. Bác cho anh em coi cái cây màu đỏ rất là nhỏ đấy. Đây, bên cạnh này. Dạ. À, chúng ta đi từ dưới gốc này. Nó cũng xuất phát từ lá nhỏ. Đúng rồi. Và ở Xong lên đây cũng là cũng có nụ hoa, có các thứ đây, những cây nhỏ đây. Đấy, xong tiến lên thì là đột biến thành những cây lá lớn và bông hoa cũng rất to. Hay vậy. Rồi. Đấy. Khá nhiều nụ luôn đấy. báo giá với anh em Và với cái cây màu đỏ màu vàng tiếp theo này, tôi lại thấy cái cây cây mà lá nhỏ phía dưới này cũng rất là sai hoa, chít chít chưa? Hoa và nụ. Đây. Mọc lên từ gốc từ rễ. Chúng ta hay dùng từ gọi là những cây tử ấy. Thế sau đó lên đến đây thì bắt đầu là đột biến. Lên từ cái chỗ thoát thân này, cái chẽ này và đi ra những cái chùm nụ. Quá nhiều. Đấy. Đấy, bây giờ tôi muốn tham khảo anh chít nhỉ. Đại diện của ba màu rồi, hai màu vàng rồi, đỏ rồi, còn có màu gì nữa không? Có hai màu nữa. Có hai màu thôi. Đấy, những dòng cây mẫu đơn đột biến. Thì cái cây đầu tiên chia sẻ là những cây to to này thì giá bao nhiêu anh ơi? Cái này có giá 12 triệu ạ. Giá 12 triệu bao ship toàn quốc. Vâng ạ. Và đấy, mẫu đơn vàng đột biến. Đến cây đỏ này.
Cái đỏ này thì có giá là 2 triệu. Giá 2 triệu. Dạ. Vâng. Giá 2 triệu. Dạ. Bông quanh năm. Có cái hấp dẫn nhất là cái bông này quanh năm đấy. Dạ. Mà bông to, màu tươi đẹp. Thế còn cái cây vàng nhỏ hơn đằng này. Dạ. Cái vàng này có giá là 4 triệu ạ. Cái này 4 triệu. Dạ. Vâng. Và chúng ta liên hệ để giao lưu với anh Đào Đức Thắng qua số điện thoại 0982 788 887, địa chỉ phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vâng, với dòng mẫu đơn thì chúng ta đến với những cây đột biến, một cây lớn hơn, bông tàn rất là ấm áp và đẹp như thế này đây. Nguyên bản này. Lá nhỏ gì? Rồi. Bông lụ chuẩn bị đón xuân. Đẹp quá nhỉ. Yeah. Dạ. Mà cái số lượng nụ này thì nhiều lắm, mà cả một cái tán lớn như thế này. Dạ. Quanh năm đẹp thật đấy. Cây này thì bao nhiêu tiền cháu? Cây này 20 triệu ạ. Giá 20 triệu. Dạ. Và cháu vạch cái cây lốt để xem cái gốc. Dạ, gốc tương đối. Rồi. Quay luôn. Xong cái dàn này là. Quay luôn cần thăng đi. Vâng ạ. Giới thiệu là cây cần thăng à? À, cây bệ to thế. Cái này người ta trồng trong cái chum này trước, xong bị vỡ chum ra thì đưa ra đất. Dạ. Đưa ra đất. Và cây này anh cũng làm cơ bản đặt cái dáng siêu này được rồi. Thế nhưng mà cái phần trên là mình đang tiếp tục hoàn thiện. Bắt đầu kéo nó ngược rồi về đây. Để làm ạ. Thôi các bác nào mà yêu thích thì về vừa làm và vừa chơi cho nó hoàn thiện hơn, đúng không? Dạ. Cây này thì đường thân khá to. Đường thân 50. Rồi, cây này giá bao nhiêu cháu? Cây này giá 9 triệu. Rồi. Dạ. 9 triệu. Giao lưu anh em về chăm tiếp. Bên cạnh đây tôi thấy anh có cây cũng là cây đột biến à? Dạ, cây này là đột biến màu đỏ. À, cây này màu đỏ. Cây này rất là già. Rất là già. Vâng, đây là cái lá nguyên bản của nó đây. Dạ. Đấy. Thế và từ đây lên là bắt đầu đột biến. Dạ, từ đây lên là đột biến. Hay nhỉ. Dạ. Từ đây lên lại là lá to. Cây này nó là cây dáng siêu rất đẹp. Đúng rồi. Dạ. Đây là anh chưa để vào cái chậu đẹp và dạ. Vệ sinh sạch sẽ đi thì cũng sẽ nổi bật cây lên đấy. Dạ. Đang ra nụ hoa đây rồi. Cây này thì giá bao nhiêu cháu? Cái này có giá 20 triệu ạ. Vâng, giá 20 triệu. Được rồi. Quảng thước ở chỗ này. Quảng giữa này. Đây. Đúng rồi. Được chất lượng 16 ạ. 16. Còn dưới vậy chắc được 20. Vâng. Thế còn cây này thì là cây không phải đột biến. Cây này là cây mẫu đơn Hoàng Hường. Mẫu đơn Hoàng Hường. Dạ. Vâng. Cũng là những cây rất là già đấy các bác ạ. Đấy. Gốc to phết đấy. Dạ. Dạ, còn vào cái gốc. Cây này là một thân chính là 30 hai mấy. Được 28 ạ. Vâng. Thân 28. Đây cái mặt hoa của nó đây. Cây này giá bao nhiêu cháu? Dạ, cây này 25 triệu. Giá 25 triệu. Đây cũng có cây đột biến nữa này. Dạ, cây đột biến. Dạ. Đột biến màu vàng. Đó, hoa, nó cái mặt hoa của nó hoa rất lớn. Ừ, nó có cái ngạc nhiên thế nhỉ. Dạ. Cho nên là tôi mới dùng cái từ là lần đầu tôi gặp ở những cái cây mà lại đột biến, có những cái ưu điểm như thế này. Không biết ở dưới khu vực miền Tây dạ, nó là có xuất hiện nhiều không? Mà rất là hay. Anh em kiếm. Ừ.
các bác ở miền Tây mà xem những cái video này để chúng ta xem ở trong vườn thì có nhiều cây như này không? Bông rất đẹp. Bông to thế nhỉ? Dạ. Đây, còn bông nguyên bản. Nguyên bản của cái, dạ, cái lúc mà lá nhỏ đây này. Lá nhỏ đây. Đến lúc lá to thì bông hoa to và cánh hoa nó to. Dạ. Đấy, cánh hoa cánh này. Cánh hoa rất là dày. Dày. Tròn. Ừ. Đây bác nhìn, cái này vậy, cái này là đột biến rồi. Cái cây này cái đột biến ra rồi. Rồi. Dạ, một cây con. Nó phải nguyên do từ đâu chứ nhỉ? Chứ không phải là anh ấy mua mẫu đơn hoặc bông trang về anh ấy ghép đâu. Không. Đấy, thế nó ghép gì gọi gì là đột biến? Là 100% nguyên bản. Ừ. Được rồi. Vâng, và ở góc vườn khu vực này tôi thấy anh có một cây, một gốc hoa phượng này. Gốc phượng vĩ rất to nha các bác nhá. Là những cây phượng cổ rồi đấy. Cực kỳ già luôn này. Trên có 5 nhánh thân. Thực ra đây là một gốc phượng rất lớn. Đấy. Những cái nhánh thân lên chỉ là cái mầm của một cái gốc thôi. Cây này mà anh em Hải Phòng phía... về là tuyệt vời đấy. Rồi. Thành phố hoa phượng đỏ. Hoa phượng đỏ Hải Phòng. Cây này có nhiều hoa. Dạ. Cây này thì mới cắt giật mấy lần đâm nó chưa để ra hoa ngay được. Ừ. Nó phải cái cây cành nó phải già thì nó mới ra hoa được. Rồi. Cái này mà giao lưu thì giá nào cháu nhỉ? Dạ. Cái này có giá 50 triệu. 50 triệu. Bao ship cho anh em luôn. Vâng, giá bao ship toàn quốc. Dạ. À, trở đi cây này cũng hơi ác liệt đấy. Cây này là bắt buộc là phải vận chuyển bằng xe, gọi là xe tải lớn. Ừ. Để đem cả đế, cả chân, cả bể đi thì cũng phải phức tạp đấy. Dạ. Rồi. À, có lẽ thế rồi nhỉ? Dạ. Còn tác phẩm nào nữa không? Hết rồi đấy. Dạ. Vâng, với hai cuốn video vừa rồi, Đỗ Sinh cũng giao lưu và chia sẻ với vườn anh Đào Đức Thắng, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tôi xin kết thúc chương trình giới thiệu chia sẻ tại đây. Xin cảm ơn anh Đào Đức Thắng. Cảm ơn các bạn đã có những cái thời gian thư giãn đồng hành cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Chúng ta hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Và bây giờ tôi sẽ di chuyển về thành phố Dĩ An để làm nối tiếp cái chương trình của Trung tâm Sinh vật Cảnh thành phố Dĩ An tại phường Đông Hòa, Dĩ An. Vâng, trước khi ra khỏi vườn anh Đào Đức Thắng thì tôi cũng không thể bỏ qua được một vài tác phẩm khế mà anh để ở phía ngoài. Chúng tôi nối tiếp cuốn video để giới thiệu luôn với các bác này. Một cây khế thần bệ đẹp, khế chua. Và nó có một cái điểm nhấn nhất ở cái tay quịp này. Đấy, quạt cửa xuống này. Rất hay. Cây rất già, bệ đế. Quàng tay ôm cái này, quàng tay ôm quãng giữa. Rồi. Cây này giá bao nhiêu cháu ơi? Cây này 50 triệu ạ. Vâng, giá 50 triệu cũng là bao ship toàn quốc ấy. Rồi. Và chúng ta chuyển sang gốc khế bên này nữa. Gốc khế bên này thì có cái độ côn gốc côn thân đẹp hơn. Mà tạo thành những cây lùn lực cũng khá là hấp dẫn nhỉ. Cái này nó phải lớn cây gấp đôi cây kia. Gần gốc đẹp quá nhỉ. Cái này thì ôm thì chắc được một nửa. Vâng.
Đấy, tay anh thò sang bên này không hết tầm, không vòng lại được. Và chuẩn bị cho chúng ta những cái chùm khế. À, đây là cây khế ngọt hay là khế chua? Bác ạ, cây này cây khế chua bác. Cũng là khế chua. Rồi. Anh đứng đứng cạnh tôi so sánh nhé. Chụp nhá. Vâng, cảm ơn anh. Cây này giá bao nhiêu anh? Cây này 80 triệu ạ. Giá 80 triệu. Và vâng, ở phía bên này tôi thấy anh còn cũng hai bệ khế nữa. Những cây này tầng này đằng này thì nhỏ hơn một chút. Cái này thì chuẩn bonsai này. Ừ. Bắt đầu ra bông. Để ở phía ngoài đường cho nên là các anh phải khóa vào đấy. An toàn đúng không anh? Đấy. Sai hoa sai quả. Cái này thì nhỏ hơn. Cái này thì giá bao nhiêu? Cái này có giá 18 triệu ạ. Vâng, giá 18 triệu nhá các bác nhá. Đấy. Tổng form cây này. Cái này dòng này vừa tầm chơi. Bệ rất là đẹp. Rồi, tiếp tục. Thôi được rồi bác. Vâng, và Đỗ Sinh cũng xin nối tiếp mấy cuốn trong cái cuốn mà thứ nhất chúng ta giới thiệu về các loại cây. Cuốn thứ hai đặc biệt nhất là những cây mẫu đơn đột biến và một vài gốc khế tôi đã giới thiệu với các bạn.